Bùi Tiến Dũng tiết lộ ý nghĩa hình xăm trên bắp tay em trai. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng có một hình xăm lớn ở bắp tay phải thể hiện tình cảm, sự gắn bó giữa hai anh em. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dũng mới đây tham gia buổi chụp ảnh trước mùa giải 2023-2024 cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tiến Dũng gây chú ý khi để lộ một hình xăm lớn ở bắp tay phải. Khi phóng viên hỏi về ý nghĩa hình xăm này, Tiến Dũng chỉ vào tay Tiến Dũng và cho biết ở hình ảnh hai cậu bé khoác vai nhau chính là anh em Dũng, Dũng khi còn nhỏ, sống tại ngôi nhà sàn của gia đình tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Anh em Tiến Dũng có ước mơ giành danh hiệu vô địch trong cùng một màu áo và điều này cũng được thể hiện trong hình xăm của Tiến Dũng. Ở mùa giải vừa qua, Tiến Dũng và Tiến Dũng được sát cánh cùng nhau tại câu lạc bộ Hà Nội và thỏa ước mơ vô địch V-League. Tuy nhiên, trong khi Tiến Dũng thường xuyên được đá chính, góp công lớn vào chức vô địch của đội bóng ngành công an, vai trò của Tiến Dũng rất mờ nhạt. Sau 3 vòng đầu tiên liên tiếp được bắt chính tại V-League 2023, Tiến Dũng đánh mất vị trí vì mắc một số sai sót. Anh không được thi đấu trận nào kể từ vòng 4 đến khi mùa giải khép lại. Sự xuất hiện của Philip Nguyễn khiến cho tương lai của Bùi Tiến Dũng tại Công an Hà Nội càng trở nên mờ mịt. Hiện tại, thủ thành gốc Thanh Hóa chỉ được đánh giá là thủ môn số 3 của đội bóng ngành công an sau Philip Nguyễn và Đỗ Sĩ Huy. Theo lịch, Công an Hà Nội sẽ mở màn V-League 2023-2024 bằng trận tiếp đón Bình Định trên sân nhà hàng đẩy vào ngày 21 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.